Rồi, xin chào anh em nha. Cảm ơn em đã quay lại kênh của mình nha. Tiếp tục clip bán máy em hôm nay nha. Xin nhắc lại số điện thoại đặt hàng bên mình là có cái bảng nhỏ phía trước nha anh em. 0355 356 356 nha. Quy định mua máy thì anh em vui làm cọc trước cái cạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui làm cọc 100.000 Viettel. Phí ship thì anh em tự chịu nha, mình không bao. Anh em nào mà chuyên khoản tháng thì mình bao ship. Đó, ok nha. Chuyên khoản đủ số tiền máy thì mình bao ship. Thì mình có ship code toàn quốc. Anh em cọc trước thì mình ship hết toàn quốc chỗ nào cũng được nha anh em. Tới nơi anh em có trừ vào tiền cọc, trừ lấy tiền máy là ok ha. Rồi không dài dòng nữa nha, mình xin giới thiệu máy hôm nay cho anh em luôn nha. Con máy đầu tiên hôm nay là vẫn là Oppo A37 nha anh em. Máy hiện thoại ha, A37 Oppo. Màn hình 5 inch nha anh em, RAM 16 nha, pin 2630. Máy thì thay vỏ đẹp keng rồi. Vỏ đẹp nha. Vỏ đẹp, kính đẹp, màn sáng ok đẹp luôn. A37 RAM 216 nha, giá 1.050.000 nha anh em. 1.050.000. A37 mình giới thiệu liên tục để anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ nha. Cũng còn rồi xài rất là mượt. Tiếp theo là con 6S nè anh em. 6S có sao hơi xấu nè. Có thể quay kỹ trong clip rồi, anh em cứ coi kỹ trước khi đặt hàng. 16GB full vân tay vân chân. Máy quốc tế, bỏ sim là xài, máy sạch không ai lao nha. Chỉ việc bỏ sim là xài thôi, màn đẹp. Chỉ có vỏ xấu thôi. Pin 100 anh em. Pin này mới thay mới cho anh em rồi. Còn chức năng máy thì full ring nha. Ok, 6S 16GB. Con này để anh em giá 2.1 triệu nha. 2.1 triệu. Tiếp theo là con Samsung A10. Con này vỏ ring hơi xước. Đó. Như clip mình quay nói chung còn đẹp. Màn hình 6:2, RAM 232, pin 4000. Kính thì đẹp keng anh em. Kính thì đẹp keng. Màn ring. Màn ring vỏ ring. A10 nha anh em. Con này giá 1.700.000 nha anh em. 1.700.000 nha, đẹp sạc dán kính nha. Tiếp theo là con Ryzen 7 Ring anh em. Ryzen 7 Ring vỏ ring nha, chưa thay. Cũng còn đẹp. Màn ok nha, màn kính không xước nha. Màn hình 5.5 inch nha anh em, RAM 332. RAM 332, pin con này là 3.300. Chức năng ok nha. Ryzen 7 con này để em giá 1.600.000 nha. 1.600.000. Tiếp theo là con Vivo U10. Một con Vivo U10 anh em. Chức năng ok nha, máy đẹp, tầm 9.7-9.8 thôi lên. RAM 464 nha anh em. Màn hình 6:2. Pin 5000. RAM 33, RAM 332 nha, sorry anh em, RAM 332. Con này để anh em giá 1.800.000 nha. 1.800.000 nha anh em. Kèm sạc dán kính nha. Tiếp theo là con Ryzen 7 cộng, Samsung Ryzen 7 cộng màu gold. Màu gold nha. Máy vỏ ring anh em. Máy vỏ ring có xuất sắc như clip luôn. RAM 432 anh em, màn hình 5.5 inch, pin 3000. Màn thay mới. Màn thay mới nha. Đó. Sáng đẹp. Ryzen 7 cộng nha anh em. Con này để anh em giá 1.700.000, kèm sạc dán kính 1.700.000. Samsung A8 anh em, màu đen. Vỏ sao xước chứ hình nha. Vỏ sao có xước sắc nha. A8 thì RAM 4 nha anh em, RAM 432, màn hình 5.6, pin 3000. Kính thì nghe là rỉa kính một tí. Kính tí đó. Màn này xước sắc không đáng kể đâu. Mấy gương ring. A8 2 SIM. A8 218. Ok, RAM 432. Con này để anh em giá 1.700.000. Máy thì như clip nha. Còn đẹp chứ không có xấu nha anh em.
1.7 triệu nhá. G7 Pro thay vỏ mới kem. RAM 332 màn 5.5 inch. Pin con này 3.6 nha, thay vỏ đẹp kem, màn ring nha anh em. Con này màn ring. Màn ring nguyên luôn. Còn sáng đẹp. Chức năng ok, G7 Pro. Mà hiển thị sắc nét luôn rồi nè, rất là nét, cảm mượt mà mấy như mấy mới bóc hộp đó, như bóc hộp luôn nè. Đến em 1.7 triệu thôi cho nó nhanh gọn, 1.7 triệu nha. Vỏ ring à, vỏ thay mới, màn ring. Tiếp theo là con 5 SE, một em iPhone 5 SE nha, máy ring nguyên 32GB máy ring, pin cao 91 nha nè, pin 91 nha, chức năng full nha, quốc tế, con tay chân đầy đủ, reset thoải mái nè, máy sạch nha, vậy anh em tự tạo tài khoản đăng nhập vô nha. Đó. Nem SE nha anh em, SE máy ring nha. Đó. 32GB, giá 1950 bầu gold, 1950 kèm sạc dán kính. Tiếp theo là con xe Oppo A83 bản nội địa, A83 RAM 464, máy đẹp keng 9899, màn hình 5.7, pin 3180, vỏ lưng rất là đẹp, tại miếng dán garanti nha, còn nguyên, lột ra cực đẹp. Đó, wifi mạnh nha. RAM 464 này, A83. Coi đây anh em, giá 1.8 triệu nha, 1.8 triệu, giá cường lực kẹp sạc trước khi gửi máy cho anh em nha, máy rất đẹp. Tiếp theo là anh em là con Samsung J37, J37 mới kem sạc em không, máy nội địa anh em, con này là Galaxy Watch 3, RAM 332, màn hình 5.5 inch, pin 3.3, máy cực đẹp, 98 tới 99%. Máy rất là đẹp. Thông tin này, Galaxy Watch 3 này. Máy riêng nguyên nha, tầm 98-99 nha. Con này để anh em giá 1.750. 1.750. Tiếp theo cho anh em là con Vivo Y20. Vivo Y20, máy đẹp 99 nha. Màn hình 6.5. RAM 464, pin 5000. Máy 98-99%. Nguyên riêng. Chức năng full, 2 SIM. Đó, máy rất đẹp nha. Vivo Y20. Con này để anh em giá của nó là 2.6 triệu nha. 2.6 triệu. Samsung A50 VN. Thay vỏ mới cho anh em rồi. Thay mới keng luôn rồi. Màn ring nha. Màn hình 6.4. RAM 464, pin 4000. Thay vỏ mới, màn ring. Màn ring keng. Vỏ mới keng luôn. Chức năng máy thì khỏi phải bàn nha anh em, A50. Con này để anh em giá 2.850. 2.85 kèm sạc dán kính nha. Một con Vivo Y30 nữa anh em, máy đẹp 98. Xuất sắc không đáng kể nha. Y30 RAM 4 bộ nhớ 128 anh em. Màn hình là 6.47. Pin 5000 nha, pin vẫn 5000 nha. Máy trâu bò luôn. Wi-Fi cực mạnh. RAM này 428. Y30. Con này ra đi cho anh em giá 2.9 triệu nha. 2.9 triệu. Kèm sạc giá cả lần cho anh em luôn. Oppo A9 2020 anh em. Oppo A9 nha. Máy đẹp 98 trở lên. Nguyên zin. Kính đại giá cả lần không một phía trước luôn. Máy này chủ trước xài rất là kỹ nên là không có xuất sắc gì hết. RAM 8 bộ nhớ 128 cái anh em. Màn hình là 6.5 inch và pin thì 5000 trâu bò. Đó, chức năng máy thì anh em khỏi bàn luôn rồi, quá là ok. A9
chip 665 828 đó. Máy xay ổn định nha, nguyên zin, chưa đụng chạm, vỏ xeo xuất sắc, nhẹ không đáng kể, tự do dán keo á, lột ra là rất là đẹp. Con này để anh em giá 3,7 triệu nha, 3,7 triệu kèm sạc dán kính nha. Một con Samsung A71 nguyên zin, kính sau thì hơi xước xước, lưng sau mặt trước đẹp keng, màn zin, vỏ zin nguyên zin từ A ra RAM 8 bộ nhớ 128, màn hình 6.7 và pin con này là 4.500 nha. Chức năng full nha anh em, chức năng full, không có lỗi phải nha. Máy cực đẹp, giá ra đi cho anh em 5,2 triệu, A71 5,2 triệu, kèm sạc dán lực cho anh em đầy đủ trước khi gửi máy, máy cực đẹp luôn. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây, thân ái chào cả nhà, nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em để đón xem những clip mới từ kênh mình nha. Rồi chào anh em nha, hẹn anh em clip ngày mai.